Chú ơi, giờ nhà mình hết mini à? Sao cháu tìm không thấy, khách hỏi nhiều quá chú ạ. Mày bị làm sao? Hôm nọ tao vừa nhập cả một thùng mini về xong. Đấy đâu ra toàn 9.7 với 10.5 của chú. Rồi, đây đi, mày đi đấy, tao xem là máy gì đây. MacBook rồi chú. MacBook à, MacBook. Đây, gì? Đây là máy gì? Đây toàn Pro 10.5. Gì nữa đây? Đấy, toàn Pro 10.5 ở đúng đây. Đây là 9.7 các kiểu. Làm gì có các kiểu mà đọc tao, đây là Pro 10, đây là Gen 6 này. Gen 6 này. 9.7. Pro 9.7. Có, tao nhớ là có một lô mini mà. Ở cái lô đấy là có nguyên màu gold luôn. Mày tìm lại xem, chỉ kiểu gì chả có. Nhưng tao nhập hàng mà tao không biết à? Tao không biết thì ai biết nữa. Mày tìm xem nào. Có phải trong này không chú nhỉ? Chả thế chứ còn gì đến mini đấy, mày không nhìn thấy chữ mini đấy à? Mày lôi hết ra xem nào. Mày. Ừ, ba vẩn. Rồi, cái này chỉ có anh Quang giấu thôi. Cái thằng đấy nó thì mẹ này, nó, gái nó thịt nó nhiều quá là mắt nó lác lác. Bỏ ra bàn nó thế nào. Hàng toàn là bố của chất này. Đấy, nguyên mini. Nào, đấy là cái gì đấy? Hay là bọn mấy cái thằng nó toàn thấy hàng ngon là nó giấu. Xong bắt đầu nó đăng bài nó bán riêng. Mày có hiểu chưa? Đấy. Buồn thật. Rồi, tao thì không để ý quá, chú cháu thấy sống tình cảm với nhau mà toàn dấu của chú láo này quà láo. Còn nữa không? Còn chú ạ. Còn núng cây kìa, cho nốt ra đây. Vâng. Rồi hãy bóc cái ra nào. Vâng. Xem chất lượng là nó làm sao. Xong ăn dấu. Wow. Ai giờ mini 4 à, lật hết có ra chú. Ui dồi ôi, nó đẹp keng luôn, mini 4 nhá. Đấy, mini 4 anh em ạ. Đấy, mini 4 bản 4G lắp sim. Rồi. Còn nữa. Đấy, bỏ tổ tung hộp ra để hộp lên xong nó lẫn nhá. Rồi, mini 4 bản 4G lắp sim. Đấy, hàng cực đẹp luôn anh em nhá. Tính zin ô. Ủa, xem pin nước nào nhỉ. Hàng này bao cho anh em là pin 8X, 9X anh em nhá. Đấy, hàng lấy về rất lâu rồi, bây giờ mới để ý này. Ủa, con này này. Anh em nhìn thấy gì không? Sạc 3 lần pin một lốp. Wow. iOS 15 anh em nhá. Đấy. Sạc 3 lần pin một lốp. Quá đẹp luôn, toàn gold. Đấy. Đấy, xem thế nào. Ui, thêm con pin một lốp rồi chú ơi. Lại pin một lốp tiếp. Ôi giời, sạc 150 lần pin một lốp. Hàng toàn đẹp keng luôn. Đấy. Đẹp thật chú. Giá theo mày bán nào? Tao định bán hơn 3 triệu. Ủa, hơi chát chú ạ. Hơi chát à? Vâng. Theo mày bán bao tiền? Khoảng hơn 2 củ thôi. Hơn 2 triệu? Đúng rồi. Chỉ quyết định bán 2 triệu? Chỉ hơn 2 củ chú ạ. Nhưng mà mày phải mua tất tao mới bán mày hơn 2 triệu nhá. Còn lâu ấy, mày mua một cây á. 3X. Trời ơi. Hơn 2 triệu à? Được rồi, thôi nói chung là anh em cứ lấy bao nhiêu là hơn 2 triệu cũng bán. Đấy, hàng Zin O bao đẹp. Bao pin 8X, 9X đến 100. Đấy. Anh em hiểu chưa? Đấy, bóc hết ra. Còn nào nó đẹp như con nào. Đấy. Ôi, đó cái gì? Chất không? Nhìn, trời ơi, ngủ cả mắt chú. Vàng như là vàng như. Ngủ cả mắt luôn. Ngủ luôn á. Quá chất luôn. Đấy, anh em nhá, toàn hàng Zin O hết. Bản này là mình không nhớ bản gì, không quan trọng lắm đấy. Mời anh em ăn dưa hấu và dưa hấu. Rồi. Biển vàng. Nhìn biển vàng. Mắt. Thực sự là cái màu vàng này mình rất thích, tại vì là mình đang phấn đấu mỗi một tháng để ra được một chỉ vàng. Đấy anh em. Đấy. Nguyên gold nhá. Mình đang có cả bút pen 1 nhá. Giá anh em mua kèm máy giá 1.3 triệu. Bút pen 2 mua kèm máy, mũi pen 2 thì anh em phải dùng từ mini 6. Đấy, mini pen 2 thì kèm máy giá 2.3 triệu. Còn anh em mà mua rời thì cộng thêm ít tiền để cho mình có tiền mua dưa hấu. Có cả mini 6 anh em nhá. Bỏ mini 6 này. Mini 6. Đúng rồi. Theo mình thì là cũng có lời khuyên với tiện thể cái video này, có lời khuyên với anh em là nếu các anh em định mua dòng mini thì là một là mini 4, hai là mini 6, anh em lên luôn hẳn mini 6, lật nó đằng sau này. Mini 6 này thì nó có thiết kế khác biệt so với cả cái mini 5 với mini 4. Cái sản phẩm mini 5 nó rất là nhỡ tiền mà cái cấu hình nó không được đem lại cho chúng ta cao quá. Khi mà chúng ta nhìn thấy mini 4 giá chỉ có hơn 2 triệu mà mini 5 nó lên tận hơn 7 triệu. Trời ơi.
nó gấp 3 lần tiền, đúng không? Quá chát, quá là chát chúa. Nếu mà anh em đã có tiền mà muốn trải nghiệm đam mê và tốc độ cao thì anh em lấy mini 6 hoặc là mua đồ dùng lấy mini 4. Nó vẫn đang có thể lên iOS 15 nên hoàn toàn phục vụ cho chúng ta hoàn toàn đủ đam mê và phẩm chất của nhà táo. Cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Ok, theo cháu nào, bán 3 triệu hay hơn 2 triệu? Theo cháu là hơn 2 củ chú ạ. Hơn 2 củ, chốt luôn. Hơn 2 củ. Rồi ok, làm ngoắt tay. Tao mua hết.